Xin chào cô. Vâng, cô đang được biết là cô đến đây từ Vũng Tàu và cô đang có một cái ngôi trường xây dựng khoảng hơn 2.000 mét vuông. Thì duyên cớ nào khiến cho cô đến với các viện phát triển giáo dục và giáo dục của tham gia đó của chúng tôi? Nhưng mà từ Vũng Tàu đến đây rất là xa, vậy thì cô đã sắp xếp với gia đình như thế nào và gia đình cô có ủng hộ không? Điều gì trong Montessori khiến cô cảm thấy là có thể ứng dụng ngay cho con của mình và cho gia đình của mình? Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của cô. Cô đang được biết là ngoài cái việc học để trở thành một cái người trợ tá và giáo viên Montessori thì cô còn tham gia khóa đào tạo lãnh đạo. Vậy thì sau cái khóa đào tạo lãnh đạo, những cái kiến thức kỹ năng mà viện trao truyền đến cô về khóa kỹ năng lãnh đạo và quản trị trường Montessori và xây dựng thương hiệu Montessori, thì cái điều gì khiến cho cô cảm thấy là mình học được nhiều nhất? Xuyên suốt và khoa học trong đấy. Hy vọng chúng tôi rất là cảm ơn những cái phản hồi của cô và hy vọng rằng là trong thời gian tới, trong suốt quá trình setup vận hành và phát triển trường, có bất kỳ khó khăn gì thì chúng tôi sẵn sàng hồi đáp và giúp đỡ cho các cô tốt nhất. Rất mong rằng là những cái tinh hoa của Montessori ngày hôm nay không chỉ lan tỏa đến cá nhân cô mà còn lan tỏa đến cả cộng đồng học sinh của trường cô cũng như là học sinh tại Vũng Tàu. Chúc cô thành công. Thank you.